Casemiro sẽ nở hoa hay bế tắc khi mặc số áo 18 huyền thoại tại MU? Đội chủ sân Old Trafford đang làm tất cả những gì hoàn hảo nhất để chuẩn bị công bố bản hợp đồng bom tấn Casemiro. Bên cạnh đó, tiền vệ người Brazil nhiều khả năng sẽ mang số áo của huyền thoại Postecoglou tại MU. Thông tin từ báo chí Anh, Casemiro sẽ mặc chiếc áo số 18 tại sân Old Trafford. Đây là số áo của huyền thoại Postecoglou từng sử dụng trong suốt những năm tháng sự nghiệp tại nhà hát của những giấc mơ. Suốt sự nghiệp của mình, đây là lần đầu tiên Casemiro mang chiếc áo số 18. Trước đó anh mang áo số 38, 16 và 14. Hành trình chinh phục cùng Manchester United của Casemiro sẽ bắt đầu với một số áo hoàn toàn lạ lẫm. Thế nhưng, một lưu ý mà Casemiro nên bận tâm, đó là việc chưa một ai sau Postecoglou có thể thành công như mong đợi khi mặc chiếc áo số 18 tại sân Old Trafford cả. Gần đây nhất, vào tháng 1 năm 2020, Bruno Fernandes chuyển tới Man United từ Sporting Lisbon và quyết định mặc áo số 18. Tuy nhiên, sau gần 2 năm khoác áo số 18, tiền vệ người Borussia đã quyết định không sử dụng số áo này nữa, thay vào đó là khoác áo số 8 trước thềm mùa giải 2022-2023. Được khoác lên mình áo số 18 tại MU vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đè nặng lên người Casemiro. Người màu quỷ đỏ hy vọng với sự xuất hiện của một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới, được kỳ vọng sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag vá những lỗ hổng ở tuyến giữa.